Đây nha. Chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi, các anh em đi câu sang, đi Đại Lải chơi. 2, 4, 6, 7 cân. Mấy cái thằng em 3 cân nữa là 10 cân. 10 cân mai chỉ chuyên đi bánh lăng xê thôi. Vừa chơi vừa giải trí. Áng chừng trộn khoảng tầm 6 cân mùi lăng xê. Đánh 10 cân. Đấy. Mai mang tất đi. Túi đồ. Máy lăng xe tôi đang làm để đóng 10 cái đơn hàng mà tôi đã nói với anh em nhưng mà chưa đủ, nên là tôi chưa đóng. Thời gian gần đây thì không thể đi câu được bởi vì công việc của tôi khá chỉ là bận. Tết nhất rồi, chuẩn bị chụp chiếc rất chi là nhiều. Không có video. Sau hôm đi mai mà đi Đại Lải về thì sẽ một hai hôm sẽ có video lên cho anh em. Ok. Đang sắp lại đồ, xem dây giết các thứ này. Mang 10 cần mang 10 16 bộ để đề phòng đứt nữa. Lại cho thêm mấy bộ vào đây nữa. Sáu bộ thôi. Có cái chỗ chắc ăn thì tại vì đi xa. Mà cái này nếu mà về không dùng thì vẫn còn nguyên si thôi. Ok. Mai vứt hết lục ở nhà nhỉ. Mang đi làm gì nhỉ? Ok, phải là đủ độ. Chỉ còn mồi nữa thôi.